Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh kiểm tra việc thực hiện các ý kiến đóng góp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Châu Thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập thêm hai cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ không có triệu chứng tại huyện Dương Hải và thành phố Trà Vinh. Ghi nhận qua hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các ý kiến đóng góp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Châu Thành. Báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh ủy, ông Quỳnh Công Lập, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, ngay sau khi tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành đã bổ sung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và chỉ đạo thực hiện nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của huyện, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt các tiêu chí liên quan đến cảnh quan môi trường, hoàn thành việc cải tạo nâng cấp, đóng cửa các bãi rác, thực hiện tốt phương án thu gom rác và vận động nhân dân vệ sinh cảnh quan môi trường. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021, đến nay huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt 18 trên 22 chỉ tiêu, còn lại 4 chỉ tiêu chưa đạt như về tổng giá trị sản xuất, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người và số giường bệnh, số bác sĩ trên vạn dân. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay trên địa bàn huyện có 779 trường hợp mắc COVID-19, đã xuất viện 257 trường hợp, tử vong 6 trường hợp và đang điều trị 516 trường hợp, trong đó có 110 người được điều trị tại gia đình, đồng thời quản lý F1 tại nhà 720 người, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 128.800 người, trong đó tiêm mũi 1 cho 79.000 người và tiêm mũi 2 cho 45.700 người. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, đánh giá cao việc cả hệ thống chính trị của huyện Châu Thành vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xây dựng nông thôn mới, thể hiện qua việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đạt tỷ lệ rất cao. Đồng thời yêu cầu huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện rà soát lại số liệu báo cáo, cập nhật đầy đủ về thu nhập bình quân đầu người và quy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái chỉ đạo huyện Châu Thành tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát được dịch bệnh, không chủ quan lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh, khắc phục những khó khăn trong theo dõi điều trị F0 tại nhà, sớm hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho toàn dân, nâng thêm đối tượng được tiêm mũi 2 và thông qua hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở tuyên truyền vận động người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm hạn chế ca mắc COVID-19 và quan tâm hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Châu Thành cập nhật bổ sung thủ tục hồ sơ liên quan đến các tiêu chí huyện nông thôn mới, tiếp tục tăng cường thực hiện cảnh quan môi trường, nhất là các xã phía tây địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương để năm 2021 huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Dương Hải tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Ngũ Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến dự có ông Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Dương Hải, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ngũ Lạc quy động gần 300 tỷ đồng, trong đó vốn quy động từ người dân trên 60 tỷ đồng. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã liên xã được cứng hóa, tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 100%. Hệ thống điện lưới, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư khang trang và đồng bộ. Có trên 83% nhỏ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng một người một năm, tăng 37 triệu đồng so với năm 2010. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 33,4% vào năm 2010 xuống còn 2,9% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 66%.
giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất nông nghiệp đạt trên 160 triệu đồng một năm. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh của xã đạt 100%, trong đó gần 80% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với sự quyết tâm đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ngành các cấp, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của người dân, đến tháng 4 năm 2021, xã Ngũ Lạc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc mừng và biểu dương những kết quả nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngũ Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu ban chỉ đạo xã Ngũ Lạc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, củng cố, nâng cao trách nhiệm của ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ đảng viên. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho 5 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tặng giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại trường Trung học phổ thông Trung Châu, điểm học Ngũ Lạc ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Cơ sở này được thành lập với 80 giường bệnh do Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải phụ trách chuyên môn. Đây là cơ sở thứ 5 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập ở các địa phương để thu dung điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải xây dựng và ban hành kế hoạch bố trí nhân lực, trang thiết bị từ Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, điều động lực lượng y tế, điều chuyển phương tiện, trang thiết bị phù hợp từ các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở thu dung điều trị. Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải phối hợp với các sở ban ngành liên quan bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, điện nước, quản lý chất thải rắn y tế, xử lý nước thải để vận hành cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn, quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, phối hợp với Sở Y tế, cơ sở thu dung điều trị COVID-19, bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển đến cách ly điều trị tại cơ sở và nhân viên y tế làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 đảm bảo quyền lợi đúng quy định. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ký quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị cho những người mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại trường tiểu học Kiên Thị Nhẫn ở phường 8 thành phố Trà Vinh với quy mô 104 giường và giao cho Bệnh viện Lao Phổi tỉnh phụ trách chuyên môn để thu dung điều trị tại cơ sở này. Vừa qua, ông Phạm Quang Nhũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè cùng với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các hộ dân trong khu phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở ấp 4 xã Phong Phú. Tại nơi đến thăm, ông Phạm Quang Nhũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của những người dân sống trong khu phong tỏa, đồng thời chia sẻ những khó khăn, động viên các hộ cố gắng vượt qua khó khăn, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền, đặc biệt là nên tuân thủ thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, có thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng nhằm chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn trao tặng quà cho 34 hộ dân trong khu phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần quà gồm gạo, mì tôm, đường, nước tương và rau củ quả các loại. Tổng trị giá quà tặng trên 10 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè dẫn đầu hỗ trợ trao tặng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên tục ở mức độ cao. Chỉ tính trong tuần này, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.600 ca mắc COVID-19. Trong số này có trên 70% ca mắc được phát hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, thiếu ý thức phòng tránh dịch khi tụ tập đông người, không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, làm tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhanh và nguy hiểm trong cộng đồng. Sau khi nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo sự tích cực trong sản xuất và đời sống của người dân. Tuy vậy, có thể do một số người chưa hiểu đúng, chưa hiểu đủ về tinh thần của nghị quyết, một bộ phận người dân có biểu hiện lơ là, thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch. Không ít người còn ra đường không có lý do cần thiết, tập trung rất đông nơi công cộng, ở các hàng quán, vỉa hè, quán cà phê, cửa hàng ăn uống mà không hề giữ khoảng cách an toàn.
đồng thời giao tiếp với nhau trong môi trường không khẩu trang, không sát khuẩn tay, không quét mã QR, khai báo y tế. Thêm vào đó, một số người dân còn chưa hiểu đúng về vaccine phòng COVID-19 nên không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Những hành động đó có thể vô tình khiến bản thân lây nhiễm bệnh và có nguy cơ truyền bệnh sang cho người khác, uy hiếp sự an toàn sức khỏe cộng đồng. Còn một số người vẫn có ý thức lơ là, không quan tâm đến chuyện đó. Thậm chí là họ suy nghĩ là đã chích ngừa rồi, thì họ không còn sợ gì nữa hết. Thì đó là một cái điều không nên. Bởi vì cái dịch bệnh này nó phức tạp quá. Nếu chúng ta không giữ gìn 5K, thì sẽ dễ đưa đến cái lây lan trong cộng đồng. Thì cô mong rằng tất cả chúng ta đều phải cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Mình mong rằng tất cả đều ý thức là mình sống chung rồi, cũng như là mình phải lúc nào nó cũng ở kề cận mình, nó không có người nào gọi là an toàn hết. Mình phải tự bảo vệ mình, bảo vệ cho cộng đồng luôn. Rồi đi đâu cũng phải khẩu trang, vô quán ăn hay là vô phải rửa tay sát khuẩn đồ này nọ, giữ khoảng cách. Bên cạnh đó, chợ là nơi tập trung đông người, diễn ra nhiều hoạt động mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp. Khách hàng lại đến từ nhiều khu vực khác nhau. Thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, cho nên tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh rất nhanh và mạnh. Thế nhưng, nhiều khu vực chợ trên địa bàn tỉnh đang có tình trạng phòng tránh dịch chưa nghiêm. Nhiều tiểu thương tập trung đông đúc, ngồi kế nhau để buôn bán. Người dân đến mua hàng thì chen chúc nhau, không duy trì khoảng cách an toàn. Trong số đó, có một số người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách mà thoải mái đi lại, giao tiếp cùng nhau. Từ chính sự thiếu cảnh giác đó có thể dẫn đến việc lây lan dịch khó kiểm soát trong cộng đồng. Bây giờ có biện pháp nào không mới là ngăn cách đi, giãn cách xã hội đi. Chứ còn bây giờ là nó dịch nhiều quá, nó đi chợ ùn ùn luôn, đi quách thì răng luôn. Ùn ùn vô mua đồ ùn chứ không có giữ khoảng cách 5K gì hết. Sao chen chúc cũng có ai giữ khoảng cách ai á, chen lúc này kia cũng đông lắm mà chen lấn đi, giành nhau đi này kia. Em nói trời ơi, dịch bệnh mà giành nhau đi, chi giữ khoảng cách này kia đi. Có thể nói, việc đi lại, ăn uống, giải trí cũng như mua sắm hàng hóa ở chợ là nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Nhưng không chỉ thế mà mọi người có tâm lý chủ quan trước sự nguy hiểm của dịch COVID-19. Mỗi người trong chúng ta cần phải giữ vững khuyến cáo 5K mọi lúc, mọi nơi, cũng như có ý thức trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh. Có như vậy thì dịch COVID-19 mới sớm được ngăn chặn và đẩy lùi. Bản thân chú á, thì chú chạy xe thì chú cũng kỹ lưỡng, cẩn thận như lắm. Mà nhưng chú thấy một phần đông thì thấy bà con mình cũng còn hơi lơi lỏng quá. Không có chấp hành đúng theo cái quy định 5K. Thành ra tình hình dịch mình xảy ra là hơi nhiều. Thành ra là chú cũng là khuyên, cũng muốn là có một vài lời là cũng nói với bà con mình ăn. Nên đã nói để là cũng như bà con mình có ý thức cảnh giác, ngừa bệnh trước chứ đừng để chủ quan. Đấy là dịch bệnh lây lan trên thành phố mình, thành ra chú thấy rồi thì cũng ớn quá trời ớn luôn. Chú chạy về huyện thì chú nói chung là cũng có thấy có nhiều chỗ, cũng có nhiều chỗ là bà con ngồi uống cà phê, có như cái dạng uống cà phê mà không mang khẩu trang vậy chứ bình thường, coi cái kiểu như không có bệnh nữa biết không. Thành ra là mình cũng nên là khuyến cáo nói cho bà con biết là mình cẩn thận như này đó. Trong bối cảnh bình thường mới, muốn tồn tại và thành công trong phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, chúng ta cũng cần phải thích nghi và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để trở nên mạnh mẽ hơn. Với mỗi người dân, trong khi chờ đợi vaccine được phổ biến, việc đầu tiên nên làm là chủ động phòng dịch, tự chăm sóc sức khỏe, sống lạc quan. Bởi lẽ phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch. Với biến chủng siêu lây nhiễm Delta, chỉ cần một chút lơ là có thể hình thành ổ dịch lớn trong cộng đồng. Do vậy, để chuyển sang trạng thái bình thường mới, người dân cần hiểu biết chính xác, khách quan, khoa học về dịch bệnh COVID-19 và cách thức phòng tránh theo công thức chung 5K, vaccine, ý thức. Trong đó, ý thức của người dân là yếu tố quyết định, đóng vai trò trung tâm, là lá chắn vững chắc trước đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng, và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay ngày 27 tháng 11, tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức bế mạc và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao. Dự lễ có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh nhằm tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết. Đồng thời góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng. Tham gia hội thi năm nay có 41 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu của các cơ quan đơn vị và các huyện thị thành trong tỉnh. Trong đó từng thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình nội dung về những vấn đề được nêu trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng phần thi trả lời câu hỏi liên quan đến bài thuyết trình có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh. Thì ban tổ chức hội thi đặt ra một số yêu cầu là đối với thí sinh. Thứ nhất là đối với thí sinh tham dự hội thi phải thực hiện là 3 phần thi. Phần thi thứ nhất là biên soạn đề cương. Thì đối với đề cương thì chúng tôi yêu cầu các thí sinh phải biên soạn giới hạn ở độ dài là dưới 20 trang khổ A4. Đối với bố cục phải đảm bảo 3 phần, đó là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần thi thứ hai là đối với phần thi thuyết trình. Phần thi thứ ba là phần thi trả lời câu hỏi. Trong cái phần thi thuyết trình là yêu cầu các thí sinh là chọn một nội dung trong đề cương mà đã chuẩn bị sẵn, đã gửi đến ban giám khảo trước đây để trình bày từ 20 đến 25 phút. Trong phần trả lời câu hỏi thì thí sinh sẽ bốc thăm một câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị và trình bày thời gian chuẩn bị và trình bày trong 5 phút. Thí sinh là cơ bản phải chuẩn bị đầy đủ từ đề cương, nội dung thuyết trình và trả lời câu hỏi và hoàn thành đầy đủ 3 phần thi này thì coi như là hoàn thành hội thi. Là chúng tôi là mong muốn làm sao để chuyển tải cơ bản đầy đủ những chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết là đại hội là Đảng bộ các cấp trong tỉnh của chúng ta đến với mọi cán bộ đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân để tạo thành cái nhận thức và hành động để làm sao là biến những cái nội dung đó thành các phong trào cách mạng cụ thể thiết thực ở các địa phương và đơn vị. Theo ghi nhận của phóng viên tại hội thi, các thí sinh đã lựa chọn nhiều chuyên đề phong phú đa dạng để biên soạn đề cương và thuyết trình theo một số nhóm vấn đề tại nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung vào những nội dung mới trọng tâm trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, phần lớn thí sinh đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu tìm hiểu kỹ về chủ đề thuyết trình, đồng thời sưu tầm nhiều tư liệu tài liệu minh chứng làm sinh động thêm cho nội dung thuyết trình. Và dù lựa chọn chủ đề khác nhau, nhưng tất cả nội dung thi của các thí sinh đều hướng đến mục tiêu tuyên truyền để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Qua đó cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Hôm nay tôi đến với hội thi, tôi có báo cáo cái chủ đề đó là tầm nhìn về mục tiêu phát triển đất nước qua văn kiện đại hội 13 của Đảng và hành động của tuổi trẻ Trà Vinh. Thì tôi muốn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh ra sức nỗ lực đồng lòng để góp phần thực hiện nghị quyết đại hội thành công cái mục tiêu mà đại hội 13 đã đề ra. Cụ thể thì theo cái chương trình hành động của ban chấp hành tỉnh đoàn đã cũng có nêu rất là cụ thể những cái vấn đề, những cái việc để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên chúng ta ra sức thực hiện, thì qua đó xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta phát triển phồn vinh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như cái tâm nguyện của Bác. Bản thân em thì cảm thấy cái hội thi này nó rất là bổ ích,
nó giúp cho em có thêm được kinh nghiệm và kiến thức cũng như là trải nghiệm trong cái lĩnh vực tuyên truyền, thì để cho bản thân em có thêm cái kinh nghiệm để về tuyên truyền được trong cán bộ đảng viên cũng như là hội viên, về hội viên phụ nữ thì mang nghị quyết vào trong cuộc sống để cho đảng viên, nhà hội viên cùng thực hiện, cùng góp phần cùng đảng bộ thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đề ra. Hội thi rất là bổ ích để giúp cho những cái cán bộ cơ sở trực tiếp như bản thân tôi để có cái cơ hội để tiếp cận, để học hỏi những cái anh, các chị, những các cơ sở khác để mà giúp cho mình đứng trước cái đám đông cũng như là trong quá trình triển khai học tập hoặc là công tác tuyên truyền miệng ở dưới quần chúng nhân dân cơ sở cũng như tại đơn vị, thì nó nắm những được cái ví dụ như cái nội dung, cái kỹ năng của mình trong quá trình mà để giảng bài hoặc là để cho người khác nghe nó tiếp cận được, nó hay hơn, nó thu hút hơn, nắm rõ những cái nội dung mình cần truyền đạt á, thì đây là cái một cuộc thi hết sức là nó bổ ích. Theo tôi thì nên được tổ chức thường xuyên để cho nâng cao cái năng lực của những người cán bộ ở cơ sở để tiếp cận được với cái những cái thông tin mới và những cái học hỏi, những cái kinh nghiệm của các cái đồng chí đi trước cũng như là các anh các chị, để nhằm giúp cho mình trau dồi được những kiến thức tốt hơn. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, đa phần các thí sinh đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao, tự tin trên diễn đàn, thực hiện đủ các bước của quá trình triển khai nghị quyết và tuyên truyền miệng phù hợp với đối tượng triển khai và định hướng hành động cho người nghe. Bên cạnh đó, qua hội thi cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đó là cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục nghiên cứu, trau dồi thêm về kiến thức mới cùng kỹ năng phương pháp thuyết trình, đồng thời phải thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công tác tuyên truyền miệng. Qua báo cáo đánh giá kết quả hội thi của ban giám khảo, hội thi của chúng ta đã cơ bản đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 41 thí sinh tham dự hội thi lần này là những đại diện xuất sắc nhất cho hơn 500 báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn đảng bộ. Các đồng chí đã cùng nhau phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, tự tin, năng động và nhiệt huyết của mình. Nhiều đồng chí đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, chứng tỏ được các cấp ủy cơ sở đã chọn lựa kỹ lưỡng, chặt chẽ và được bồi dưỡng kỹ càng về nghiệp vụ tuyên truyền miệng, báo cáo viên. Các đồng chí đã thể hiện và phát huy hết khả năng của mình để gửi đến hội thi những bài dự thi xuất sắc, có sự đầu tư nghiêm túc, công phu và thật sự hoàn hảo. Đó là điều đáng mừng, đáng trân trọng. Xin biểu dương sự cống hiến của tất cả các đồng chí. Tổng kết hội thi, ban tổ chức đã trao 13 giải cho các thí sinh đạt thành tích tốt nhất, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Trong đó, thí sinh Trần Xuân Sơn, trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Cầu Kè, đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về hai thí sinh Trần Trí Cường, bí thư tỉnh đoàn, và Quỳnh Thị Triều, bí thư đảng ủy thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải. Thông qua kết quả của hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn một thí sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Trà Vinh tham dự hội thi cấp khu vực, sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào cuối tháng 12 tới. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay, ngày 27 tháng 11, Trà Vinh ghi nhận thêm 328 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Trà Cú 124 ca, thành phố Trà Vinh 116 ca, huyện Duyên Hải 48 ca, huyện Tiểu Cần 16 ca, huyện Châu Thành 10 ca, huyện Cầu Ngang 8 ca, thị xã Duyên Hải 3 ca, huyện Càng Long 2 ca, huyện Cầu Kè 1 ca. Có 238 ca phát hiện trong cộng đồng, 65 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 19 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 5 ca là người ngoài tỉnh về địa phương. Hôm qua và trưa nay, Trà Vinh ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19. Ca thứ nhất là bệnh nhân nữ, sinh năm 1968, ở ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Nguyên nhân tử vong do suy hô hấp, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nền do đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp, viêm dạ dày. Ca thứ hai là bệnh nhân nam, sinh năm 1960, ở ấp La Ban Chùa, xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải. Nguyên nhân tử vong do suy hô hấp, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, mức độ nặng, béo phì. Ca thứ ba là bệnh nhân nam, sinh năm 1971, ở ấp Phú Lân, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành. Nguyên nhân tử vong do suy hô hấp, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, suy thận mạn giai đoạn cuối. Ca thứ tư là bệnh nhân nữ, sinh năm 1961, ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần. Nguyên nhân tử vong hôn mê do đột quỵ não cấp, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2,
bệnh nền đột quỵ, tăng huyết áp. Tính đến chiều ngày 27 tháng 11, Trà Vinh đã có 7.340 bệnh nhân COVID-19, có 2.899 bệnh nhân được điều trị khỏi, 45 trường hợp tử vong. Kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 27 tháng 11, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 1.310.716 liều vaccine phòng COVID-19. Kết quả, tỉnh đã triển khai tiêm được 1.086.966 liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, mũi 1 676.513 liều, đạt 92,06%. Mũi 2 421.011 liều, đạt 57,2%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1.100.606 liều, đạt tỷ lệ 84% so với số lượng vaccine được phân bổ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địia bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 293.131 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ 455.981.917.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 283.545 đối tượng, với kinh phí 436.404.201.000 đồng, đạt 96,73% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.